Chào quý vị, xin chào anh em. Giống hệt đôi loa hôm nọ cửa hàng mới đăng, đó là đôi loa SX4. Đôi loa này phiên bản màu gỗ anh em nhé. Với chất âm của đôi loa này, nó là hàng good job luôn anh em ạ. Good job luôn. Đôi loa Pioneer SX4, dòng loa Buxell Bass 18. Mời anh em cùng thưởng thức chất âm. Chất âm ngây ngất, phê lòng người. Giá 4 triệu đồng. Theo em đến những ngôi đền chén vàng chén ngọc đắm chìm sông mặt trời vàng và mặt em nâu cho anh gửi Huế một câu thơ tình. Huế ơi, áo trắng ngày xưa của tim em không thầy mẫn mang mây. Một đôi loa kích cỡ Buxell nhưng chất âm phải nói là ngỡ ngàng luôn anh em ạ. Nó mang cực kỳ nhiều cảm xúc khi nghe được những sản phẩm mà nó chất âm nó phê như vậy. Giá chỉ 4 triệu đồng thôi. Trùng series 6323 đó. Thông tin của loa nó giống hệt đôi hôm nọ tôi bán anh em nhé. Hôm nọ đăng lên thì nó bay trong lốt nhạc luôn. Đôi đấy là màu gỗ giờ, màu giấy dán xi, còn đôi này là màu dán gỗ. SX4 trở kháng 6.3 ohm, 30W đến 60W, sản xuất tại Nhật. Góc cạnh không điểm chê, có nghĩa là nó vuông vức cứng cáp, còn xước sát một chút ở đâu là phải có, đương nhiên rồi. Đôi loa này nó là tuyệt vời để anh em nghe trong không gian kín, không gian nhỏ, hoặc anh em ghép vào để thêm giải lời, giải mít, giải chép. Giải chép và giải lời của nó tuyệt vời luôn. Bass 18 mang giấy và gân vải tẩm dầu anh em nha. Gân vải xếp tẩm dầu chỉnh cho giải chép, loa chép đom. Chất âm nó lồng lộng ra anh em ạ. Một đôi loa nhỏ nó ngỡ ngàng luôn. Bề cao tầm khoảng gần 40, chiều ngang chiều sâu thì nó như hình vuông ấy, nó hơn 20. Một đôi loa rất nhỏ xinh, đặc chắc. 4 triệu đồng giá tuyệt vời cho anh em. Một đôi loa để nó đáp ứng được độ hay anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Đôi hôm nọ cửa hàng màu giấy dán xi thì cửa hàng đã bán luôn sau khi đăng.